Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 7 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Tướng 40 Nguyễn Chí Vịnh cũng chỉ là cái loa của tuyên giáo. Trung Quốc đang hung hăng gây hấn và âm thầm dai dẳng gặm nhấm đất đai ở biên cương, quyết liệt cướp biển đảo của Việt Nam, kéo hạm đội lớn, hạm đội nhỏ liên tiếp tập trận trên biển Việt Nam, mưu đồ thôn tính Việt Nam ngày càng trắng trợn, không cần giấu giếm. Nhưng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam phụ trách đối ngoại, ông Nguyễn Chí Vịnh cứ cao giọng trong các buổi họp báo khẳng định lập trường của Quân đội Nhân dân Việt Nam là kiên trì theo đuổi chính sách hết 3-0, chói tay quân đội 3 vòng, lại 4-0, chói tay quân đội thêm vòng nữa, tới 4 vòng cho đúng tinh thần giao kèo Hội nghị Thành Đô vào tháng 9 năm 1990, làm vừa ý đẹp lòng nơi được coi là chỗ dựa, là thành trì của nhúm nước xã hội chủ nghĩa còn ngòi ngót sống sót. Đây là hình ảnh ông Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trên biển Đông, vùng biển hàng ngàn đời của người dân Việt Nam. Tàu chiến của tàu Trung Quốc cứ mặc sức bắn giết nhân dân Việt Nam, đâm chìm không biết bao nhiêu tàu thuyền. 3-0, 4-0, quân đội cùng công an chỉ là công cụ bạo lực của Đảng Cộng sản để trị dân. Còn giữa biển đã có những tấm bia chủ quyền sống là thân xác của người dân. Nhà nước phát cờ cho thuyền cá Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Thuận cắm cao trên thuyền làm những cột mốc chủ quyền sống ở Trường Sa, Hoàng Sa. Tướng Hải quân cứ kiên trì 3-0, 4-0, kiên trì bám bờ và dấm dúi mang tài sản của quân đội ra ăn chia với đám tư bản hoang dã, rồi nhận án tù như đô đốc tư lệnh Hải quân Nguyễn Văn Hiến và rất nhiều sĩ quan từ cấp thấp đến cấp cao tại Hải quân Việt Nam. Phát động chiến tranh xâm lược Ukraine nhằm vẽ lại biên giới nước Nga. Đầu tiên, Putin phải vẽ lại bản đồ Đông Nam Âu, sau lại vẽ bản đồ thế giới, như mưu đồ của ông Tập Cận Bình muốn vẽ lại bản đồ thế giới, trước hết phải vẽ lại bản đồ Đông Nam Á. Muốn vẽ lại bản đồ Đông Nam Á, ông Putin phải xóa sổ Ukraine, cũng như Tập Cận Bình muốn vẽ lại bản đồ Đông Nam Á, trước hết phải xóa sổ Việt Nam. Xóa sổ nhà nước dân chủ Ukraine, Vladimir Putin đã hiện nguyên hình là một Adolf Hitler. Ngoài một số dân là con chiên của tòa thánh tuyên giáo Ba Đình ca ngợi Putin, số đông người dân không còn tư duy nô lệ cộng sản, đã thoát khỏi tuyên truyền mụ mị của tuyên giáo, âm âm lên án Adolf Putin, một Adolf Hitler của thế kỷ thứ 21. Đây là hình ảnh ông Putin. Là nhà nước độc tài, thâm căn cố đế, không thể lên án độc tài Putin, nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bỏ phiếu trắng lạc lõng với làn sóng dân chủ trên thế giới khi Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết lên án độc tài Adolf Putin xâm lược Ukraine, một đất nước có chủ quyền. Trước rầm rộ tiếng nói lương tâm của người dân Việt Nam đứng về phía nhà nước dân chủ Ukraine, ủng hộ người dân Ukraine chống xâm lược, vạch mặt độc tài Adolf Putin, xâm lược lên án độc tài Putin, nhà nước Cộng sản Việt Nam lại vận hành hai bộ máy bạo lực là công an và tuyên truyền lừa dối ra đối phó với nhân dân. Họ đã tung ra đội công an, còn đảng, còn mình, chặn cửa không cho những người đấu tranh cho dân chủ đến Đại sứ quán Ukraine giữ ngày hội đoàn kết với nhân dân Ukraine. Điều ông tướng công an Lê Văn Cương và mấy tướng tá trong phòng máy lạnh ở các viện rất sang trọng của quân đội lên mặt báo, lên màn hình, truyền hình dẫn dắt để dư luận, xã hội cũng bỏ phiếu trắng đối với cuộc xâm lược Ukraine của độc tài Putin. Đây là hình ảnh tướng công an trùm dư luận Lê Văn Cương. Nhưng những tướng tá quân đội trong phòng máy lạnh thì tầm quá thấp, nói năng võ biển, hung hăng như trong những lớp chỉnh huấn thời kháng chiến chống Pháp. Ông tướng già công an Lê Văn Cương thì khúm núm quá mức với bố già độc tài Putin và trịnh thượng quá lố với thế hệ chính trị trẻ của thế giới dân chủ mà Tổng thống Ukraine Zelensky, 43 tuổi, là gương mặt sáng giá của thế hệ trẻ đang dần dần nắm vận mệnh chính trị thế giới. Tình hình diễn biến hết sức phức tạp, ngày một nhiều thông tin được lan tỏa trên thế giới và đặc biệt là từ Việt Nam, và người dân đã hiểu ra thực tế ra sao. Ông tướng già công an Lê Văn Cương
đã ca tụng độc tài Putin quá đà và sỉ nhục Zelensky quá vạch đỏ của tuyên giáo. Phải cân bằng lại, tuyên giáo liền mớm lời cho tướng 40 Nguyễn Chí Vịnh và chỉ định tờ báo được dân đọc nhiều phỏng vấn tướng Vịnh 40. Những tờ báo lớn ngốn nhiều tiền thuế của dân như những tờ báo mang danh Nhân dân, báo Quân đội Nhân dân chẳng bao giờ người dân đọc đến. Tờ báo Tuổi Trẻ, tờ báo cấp 2 của Sài Gòn, những phát hành cả nước liền được lựa chọn cho phương án này. Đây là hình ảnh Công an Việt Nam cho người canh trước cửa theo dõi các nhà hoạt động, không cho họ đến Đại sứ quán Ukraine để chia sẻ sự ủng hộ. Tôi nhắc lại, muốn hạ nhiệt ở Ukraine cần chọn công thức không có nước thất bại, bởi trong xung đột này Nga là nước lớn, các bên can dự như Mỹ, châu Âu cũng vậy, sẽ không bên nào chấp nhận thất bại. Còn nếu để Ukraine thất bại, thì công lý thất bại, hòa bình thế giới thất bại, và đây là điều không ai chấp nhận. Những lời nói mùi mẫn tướng 40 Nguyễn Chí Vịnh nói trên báo Tuổi Trẻ vào ngày 5 tháng 3 năm 2022 cũng chỉ là những lời thoại trong kịch bản của ban tuyên giáo tại Ba Đình dựng ra mà thôi. Họ nhằm đánh lừa 100 triệu người dân trong và ngoài nước. Ông tướng khi còn là sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Quân sự Vĩnh Yên đã đột nhập vào kho nhà trường. Đây là những dư luận cho biết ăn cắp quân trang, man bán lấy tiền ăn chơi. Vì là con ông đại tướng chăm sóc phần hồn quân đội bị đuổi khỏi trường kỹ thuật quân sự Vĩnh Yên đã được trường sĩ quan thông tin ở Nha Trang đón về. Học ở Nha Trang, một tuần 4 ngày ở Nha Trang, 3 ngày ở Hà Nội, có tên ở trường sĩ quan, chỉ để trở thành sĩ quan có số hiệu nên bị phóng quyền lực và đã lên tới tướng 3 sao, thứ trưởng của Bộ Quốc phòng. Nhân cách không có, kiến thức quân sự không có, nếu không nói theo kịch bản thì chẳng có gì để nói cả. Kính mời các bạn xem bản tin trừng phạt tối đa lên nước Nga của Putin. Putin đã có công làm cho Tây Phương và các quốc gia yêu chuộng tự do, dân chủ đã đến gần nhau hơn bao giờ hết. Trong lúc Vladimir Putin dàn quân bao vây Ukraine, như hình ảnh vệ tinh cho thấy, quân Nga đang tiến gần đến thủ đô Kiev của Ukraine từ phía Bắc, Nam và Đông. Thì Putin và chính phủ Nga đang bị Mỹ và thế giới bao vây và trừng phạt về ngoại giao và đặc biệt là về kinh tế, tài chính, một cách chưa từng thấy trước đây. Nhà báo Phạm Phú Khải đã bình luận với tựa đề trừng phạt tối đa lên nước Nga của Putin. Ngay cả các bộ môn thể thao như trượt băng quốc tế, trượt tuyết, bóng rổ, điền kinh và một số môn quần vợt của Nga, thì các vận động viên và quan chức cũng bị cấm hay đình chỉ tham dự vào đầu tháng 3 vừa qua. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Biden. Vào ngày 25 tháng 2, Tổng thống Mỹ Biden đã cương quyết cam kết trừng phạt Nga một cách mạnh mẽ nhất với tác động tối đa và lâu dài. Mỹ sẽ cùng đồng minh 27 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu cũng như Anh, Úc, Canada, New Zealand, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác sẽ trừng phạt nền kinh tế Nga ngay lập tức trong thời gian tới. Và hiệu quả như các bạn đã thấy, các nhà băng tại Nga gần như tê liệt, không còn ngoại tệ. Tổng thống Mỹ Biden cho biết nhóm 7 và G7 và tất cả các đồng minh của Mỹ hoàn toàn đồng ý vào mục đích và phương pháp này. Liên minh này sẽ hạn chế khả năng tài chính và quân sự của Nga, làm suy giảm khả năng cạnh tranh của Nga trong nền kinh tế, công nghệ cấp cao của thế kỷ 21. Đánh vào giá trị đồng tiền Nga, trừng phạt các ngân hàng Nga đang nắm giữ tài sản khoảng 1.000 tỷ đô, cắt bỏ ngân hàng lớn nhất của Nga nắm giữ hơn 1/3 tài sản ngân hàng ra khỏi hệ thống tài chính của Mỹ, chặn thêm 4 ngân hàng lớn khác của Nga có tài sản 250 tỷ Mỹ Kim và sẽ cho tên giới thượng lưu của Nga và thành viên các gia đình vào danh sách bị xử phạt. Vì những người này được hưởng lợi từ chính sách của chế độ hiện nay là áp dụng các biện pháp giới hạn của các hoạt động của công ty quốc doanh của Nga trị giá 1,4 ngàn tỷ USD. Những công ty lớn như BP và Shell, Ngân hàng Toàn cầu HSBC và công ty cho thuê máy bay lớn nhất thế giới Aircup đã ra lập danh sách các doanh nghiệp đang tìm cách rời bỏ Nga trong lúc chế tài của phương Tây được siết chặt lên Moscow. Vào ngày 1 tháng 3, các thương hiệu lớn của Mỹ bao gồm cả Apple, Google và Harley Davidson
đã cắt giảm doanh số bán hàng và tách mình khỏi Nga vì xâm lược Ukraine. Vào ngày 1 tháng 3, hãng thông tấn Reuters cho biết các ngân hàng quốc tế cũng bắt đầu thi hành lệnh chế tài Nga. Cùng ngày, Thủ tướng Scott Morales công bố viện trợ 75 triệu Mỹ Kim tương đương 105 triệu Úc Kim cho Ukraine, trong đó 50 triệu US đô la để giúp vũ khí phòng vệ và 25 triệu đô la cho nhân đạo. Đây là hình ảnh Thủ tướng Úc Scott Morrison. Morrison cho biết khoảng 50 triệu Mỹ Kim viện trợ này sẽ thuộc lại gây chết người như tên lửa, đạn dược, hỗ trợ người Ukraine trong việc bảo vệ quê hương của chính họ. Và Úc sẽ làm điều đó với sự hợp tác của NATO. Nga đang bị cô lập gần như hoàn toàn qua hành động xâm lược này, ngoại trừ một số nước như Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam, nếu phần lớn thế giới sử dụng mọi biện pháp trừng phạt lên Nga một cách toàn diện và hệ thống, thì nền kinh tế của Nga có thể bị khủng hoảng và tê liệt qua thời gian tới. Tóm lại, Nga thật sự không có đồng minh nào về mặt ngoại giao trong vụ này và đang bị cô lập một cách toàn diện về kinh tế. Ấn Độ cùng lắm cũng trung lập, Trung Quốc cũng chỉ là con buôn trục lợi, im lặng thu tiền. Bangladesh có làm ăn hợp tác với Nga nhưng cần Mỹ nhiều hơn. Bangladesh là nước đã nhận được viện trợ vaccine nhiều nhất từ Mỹ là hơn 60 triệu liều. Phần lớn các quốc gia khác còn lại trên thế giới không có lý do gì để ủng hộ Nga cả. Về mặt lý, tất cả lẽ ra nên lên án mạnh mẽ động thái của Nga về an ninh và quyền lợi lâu dài. Putin phải trả giá cho hành động của mình. Chính Putin một mình đã quyết định xâm lược Ukraine. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Nga Vladimir Putin. Số thương vong chết chóc của thường dân Ukraine, kể cả trẻ em, và là các tội ác do Putin gây ra. Ba chuyên viên từng giữ vai trò quan trọng trong chính quyền của Mỹ trước đây, bao gồm David, là Thứ trưởng Ngoại giao thời George Bush, Jones, cựu đại sứ tại Ukraine, và Williams, cũng là cựu đại sứ tại Ukraine, đều cổ vũ cho chủ trương bắt Putin phải đền tội. Viết trên tờ báo FI vào ngày 26 tháng 2 rằng, ba ông biện luận rằng nếu Putin không bị trừng phạt nghiêm khắc, ông ta sẽ không dừng lại ở Kiev. Và để thực hiện kiềm chế Moscow và ngăn chặn Moscow tấn công các nước châu Âu khác, Washington và NATO phải thực hiện gần như mọi biện pháp hiện có, không kể việc đặt giày lên mặt đất, tức là ngoại trừ gửi lính đến đó chiến đấu. Điều đó có nghĩa là mạnh tay trừng phạt ngành năng lượng của Nga và phần còn lại của ngành tài chính. Nó cũng có nghĩa là nhắm mục tiêu đến tất cả mọi người xung quanh Putin, bao gồm tất cả các quan chức cấp cao của chính phủ Nga, cũng như các thành viên của Quốc hội Nga. Và phương Tây cần áp dụng những biện pháp vượt ra ngoài các biện pháp trừng phạt như cắt đứt hoạt động tuyên truyền của Moscow và dàn dựng các cuộc tấn công mạng nhằm vào quân đội Nga. Những hậu quả này có giá trị trong và của chính chúng, Putin và chế độ của ông ta phải trả giá cho những thiệt hại mà họ đã gây ra cho Ukraine. Đây là hình ảnh vào hôm 4 tháng 3, các nhà hoạt động xã hội tại Hà Nội đến trao thư ủng hộ có số tiền 285 triệu đồng quyên góp ủng hộ nhân dân Ukraine cho bà Natalia, đại biện lâm thời Ukraine tại Việt Nam. Nếu hậu quả vượt ra ngoài các phạm vi trừng phạt, chúng ta có thể thật làm chậm được cuộc xâm lược của Nga và giúp người Ukraine chống trả. Tuy nhiên, ngay cả khi họ không thực hiện được điều đó, các hình phạt vẫn có thể ngăn cản Điện Kremlin thực hiện nhiều mối đe dọa khác trong tương lai. Tommy, giáo sư về chính sách ngoại giao hậu Liên Xô, biện luận trên tạp chí Apply vào ngày 26 tháng 2 rằng Putin đã không ngờ được dân tình Ukraine và phản ứng của họ qua vụ này, và cũng hết sức ngạc nhiên với phản ứng mạnh mẽ từ phương Tây. Điều này hẳn đã làm cho Putin cảm thấy ít nhất là bất an. Sử dụng chiêu bài cũ của Putin về việc cai trị bằng sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa củ cà rốt và cây gậy đã không còn khả thi. Cho nên Putin bây giờ phải vượt qua thất bại của cuộc chiến mà ông ta và giới tình báo an ninh của mình đang tiến hành trên đất Ukraine. Igor, cựu đại sứ của Mỹ tại NATO từ năm 2009 đến năm 2013, biện luận trên tạp chí Apply vào ngày 1 tháng 3 rằng cần phải ngăn chặn Putin và cứng rắn hơn nữa.
NATO cần gửi hàng chục ngàn lính đến phía đông của Ba Lan và phía nam của Lithuania thay vì chỉ vài ngàn như hiện nay. Tuy vẫn tiếp tục duy trì kênh ngoại giao, tất cả các cuộc gặp gỡ của thủ lãnh quốc gia với Putin như trước cần phải chấm dứt. Và Didier cho rằng không có chỗ đứng cho Nga trong nhóm 20, tức là G20 nữa. Và cho đến khi nào Nga chưa rút quân khỏi Ukraine một cách toàn diện và vô điều kiện thì không có gì để nói với nhau. Didier lạc quan về biện pháp dành cho nước Nga của Putin rằng kết quả thu được rất đáng kể, bao gồm các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ, tăng cường khả năng răn đe, phòng ngừa và đoàn kết chính trị hoàn toàn với Ukraine. Đây là hình ảnh Tổng thống Ukraine Zelensky. Thế giới trông có sự đồng thuận rộng rãi về việc trừng phạt Putin mạnh mẽ nhất. Người ta thấy sự thiệt hại quá lớn từ một kẻ độc tài hung hăng. Tất nhiên, vẫn có người ưa thích độc tài vì họ được hưởng đặc quyền đặc lợi. Nhưng số này thì ít, người thiệt thòi thì nhiều, vô kể. Dù sao, qua vụ xâm chiếm Ukraine, Putin đã giúp cho nhiều người thức tỉnh và hiểu biết hơn về sự phá hoại khủng khiếp của việc cai trị mang tính cá nhân và mang thế giới đến gần hơn trong giải pháp đối với vấn nạn độc tài toàn trị. Bài diễn văn thông điệp liên bang của Tổng thống Biden hôm nay cũng khẳng định Putin đã sai lầm, nhất là khi nghĩ rằng có thể chia rẽ nước Mỹ. Nhưng Biden khẳng định Mỹ và bao nhiêu quốc gia khác trên thế giới sẽ ủng hộ người dân Ukraine và sẽ làm cho nước Nga của Putin phải trả giá, phải chịu trách nhiệm cho hành vi xâm lăng này. Putin đã có công làm cho Tây Phương và các quốc gia yêu chuộng tự do, dân chủ trên thế giới đến gần nhau hơn nữa.